Vâng, vào thời điểm này thì mọi người mua xe nó rất là hợp lý, bởi vì giá nó cũng đang khá là ổn, thì tầm độ khoảng đến sang tháng 12 thôi, trung tuần tháng 12, nếu vào dịp cuối năm thì chắc chắn rồi giá xe nó sẽ cứng hơn thời điểm bây giờ. Nên vì vậy là cái thời điểm này là thời điểm mà anh em mua xe nó hết sức là thích hợp luôn. Giá mềm mà nhiều xe đẹp lựa chọn. Hello, xin chào mọi người, mình là Khải đến từ ENICA. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 11, cũng là cuối tháng 11 thì Khải xin làm báo giá tổng kho xe tại chi nhánh ENICA Long Biên, gửi đến anh em những mẫu xe cực kỳ là đẹp của ENICA để giới thiệu cho anh em lựa chọn. Vâng, vào thời điểm này thì mọi người mua xe nó rất là hợp lý, bởi vì giá nó cũng đang khá là ổn, thì tầm độ khoảng đến sang tháng 12 thôi, trung tuần tháng 12, nếu vào dịp cuối năm thì chắc chắn rồi giá xe nó sẽ cứng hơn thời điểm bây giờ. Nên vì vậy là cái thời điểm này là thời điểm mà anh em mua xe nó hết sức là thích hợp luôn. Giá mềm mà nhiều xe đẹp lựa chọn. Khải báo giá thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho Khải nhá, hoặc là cần trao đổi thương lượng về giá thì xin mời anh em cứ đến ENICA để xem kỹ về chất lượng xe, sau đó thì mình sẽ đàm phán về giá. Đó, giá thì còn thương lượng được nữa, nên anh em cứ đến xem xe và chúng ta mặc cả. Ok, về chất lượng thì Khải cũng nói nữa nhá. Máy số cùng gầm bệ thì ở bên ENICA mình sẽ cam kết, còn công tơ mét nó là con số tham khảo, bên mình sẽ không cam kết và cũng không kiểm tra kỹ thuật về cái hạng mục này. Rồi, không vòng vo nữa nhá, chúng ta bắt đầu nhá. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ Celest, và đây là một mẫu xe được mệnh danh gọi là tiền ít thịt nhiều đây. Đây, anh em nhìn này. Đấy, gõ không cẩn thận là đau tay đấy. Cực kỳ là cứng cáp và dày dặn luôn. Lại được trang bị rất nhiều option. Đây chính là em Chevrolet Cruze phiên bản LTZ của sản xuất 2016. Đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2016. Giá chỉ có 3 đồng thôi. Xe được trang bị cả cửa nóc này, điều hòa tự động này, rồi ga tự động cruise control. Đặc biệt là có bộ dàn lốp mid 2021 rất là ngon và dày. Đó, mà giá khá là rẻ nhá, 303 triệu biển Hà Nội. Khải nói qua một chút nhá, xe thì bây giờ nó không quan trọng biển ở đâu nữa đâu rồi anh em ạ. Kể cả từ biển Long An, Bình Dương, Bình Định, rồi anh em đăng ký về Hà Nội cũng không bị mất 20 triệu tiền biển nhá. Đấy, một chính sách mới của Bộ Tài chính đó làm kích cầu mua sắm lên, nên là anh em tha hồ lựa chọn xe. Xe ở đâu cũng được, khắp mọi miền Tổ quốc về Hà Nội đăng ký đều không mất 20 triệu tiền biển. Ngon chưa? Rồi, tiếp theo là chiếc Kia Morning Van 1.0 AT. AT là số tự động nha anh em nhé. Được sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Xe đã lăn bánh được 54.000 cây, 248 triệu. Đây là một chiếc Morning Van có chất xe cực kỳ là đẹp. Chắc là nó liên quan về vấn đề về giá một chút thôi, nên là vì sao nó vẫn chưa đi được. Đấy, nên là anh em quan tâm mẫu xe này thì cứ đến mặc cả rồi xem chiếc xe. Khải sẽ hỗ trợ nhiều về giá. 248 triệu. Đây là chiếc Swift 2015 biển Hà Nội, chạy được hơn 8 vạn rồi. Giá bán là 318 triệu. Em này cũng vừa mới đào giá xuống xong. Con này cũng, em này thì đã lên màn hình Android, bộ ghế da cao cấp nhá. Đây, đang tiện là có người xem xe thì mình quay luôn cái phần nội thất cho anh em cùng xem. Đấy, xe này thì nó sẽ phù hợp cho các chị em phụ nữ hơn. Đấy, anh em mua về tặng bạn gái, vợ mình hoặc bồ mình cũng được. Đấy, một chiếc xe cùng phân khúc với Swift đó chính là Gialis bản G 2014. Bản G là bản cao nhé, nó còn bản E nữa. Em này nhập Thái, 368 triệu. Đăng ký lần đầu là tháng 1 năm 2015. Rồi, anh em nào chạy dịch vụ thì đây là một chiếc xe mà đáng để cân nhắc và lựa chọn ưu tiên hàng đầu luôn. Đây chính là Vios E số sàn, được sản xuất năm 2022, tên tư nhân, mới lăn bánh được có 1 vạn 7 thôi. Biển gốc thành phố Hồ Chí Minh, giá bán với mình là 438 triệu đồng. Xe còn đăng kiểm rất là dài đến tháng 10 năm 12 năm 2024. Còn đây là một mẫu Honda City màu bạc bản CVT 2019. Đồng hồ hiển thị đang là 3 vạn 2. Giá bán là 406 triệu. Màu này thì nó hơi kén khách một chút, nhưng anh em nào mệnh kim thì lấy chiếc xe này nó rất là phù hợp. Rồi, ở đây thì chúng ta có Eco Sport 2017 màu cam, Em này tồn bên mình cũng khá là lâu rồi. Cái xe này chạy khá nhiều này, 16 vạn này, 16 vạn nhá, 161.000 cây, giá bán là 395 triệu. Đăng ký lần đầu là tháng 6 năm 2017. Em này thì một chú xịn từ đầu luôn. Ô tô chạy hơi nhiều, nhưng mà công này là công chuẩn của nó nhá, 16 vạn công chuẩn của nó. Phía bên này thì chúng ta có Honda CRV bản 2.4 2017 màu bạc. Em này thì mới đao giá xuống rồi, còn rất là rẻ thôi, chỉ có 599 triệu đồng. Đó, bản 2.4 cao nhất luôn. Form dáng này thì đi cực kỳ hay luôn này, rất là chắc xe. Bản 2.4 thì có cửa nóc rồi. Lần này thì nó cũng không nhiều xe lắm đâu, bởi vì bây giờ thị trường xe nó xuống nhiều, đâm thành ra là chủ xe người ta cũng không muốn bán, nó mất giá nhiều quá. Phía bên này thì chúng ta có một mẫu xe hạng C, Mazda 3 màu xanh Kerbside 2018, lăn bánh được 40.000 cây, giá bán là 475 triệu. Rẻ chưa anh em? Đấy, ngày xưa Mazda nó là bao niềm mơ ước của bao thế hệ, giờ đây giá nó rẻ như Vios, không hiểu sao nó rẻ như thế luôn. Chính là rẻ nên là bây giờ nó rất là hiếm nha anh em nhé. Mazda 3 bây giờ mua xe cũ cực kỳ hiếm luôn, không có nhiều đâu. Phía bên này thì chúng ta có một mẫu xe Fiesta 2016 bản 1.0 EcoBoost. Rồi, xe này thì được trang bị động cơ turbo tăng áp nhá, 1.0 tương đương những dòng xe máy 1.8 đấy. Lăn máy được 58.000 cây, giá bán là 328 triệu đồng. Biển Nghệ An. Xe cũng đã lên bộ ghế da thể thao cao cấp, màn hình Android rồi nhá anh em nhé. Rất rẻ luôn, dòng này bây giờ nó mất giá nhiều này, rẻ như phân khúc hạng A luôn, đi cực sướng luôn nha anh em nhé. Ở đây thì chúng ta có Gialis, cũng phiên bản G đời 2014 màu đỏ. Đấy, ở phía bên kia có màu trắng, còn phía bên này có màu đỏ. Tha hồ chúng ta lựa chọn nhá. Giá bán là 362 triệu đồng. 69, phải xin lỗi, 369 màu đỏ. Kia Rio 2015 màu đen, số tự động, nhập khẩu. Chất xe chạy hơn 10 vạn rồi, biển Hà Nội, 338 triệu đồng. Kia Rio màu đen. Đấy, giờ nó thay thế bằng dòng Sorento rồi. Ở đây thì chúng ta có một huyền thoại Vios G form này thì chắc chắn là nó sẽ phù hợp cho những bác nào mà trung niên nhiều hơn. Đấy, các bác nghỉ hưu bây giờ có xe để đưa gia đình đi chơi, cuối tuần đi chơi, hoặc có thể chở con, chở cháu đi học chẳng hạn như thế, thì đây là một chiếc xe cực kỳ là phù hợp luôn. Bản G được sản xuất năm 2013, ốt đô đang là hơn 10 vạn, giá bán là 319 triệu đồng. Xe này cũng chưa nâng cấp gì cả, vẫn là zin hết của nó. Phía bên này thì chúng ta có mẫu MPV full size. Đây chính là Kia Sedona bản GATH. Mọi người chờ mình chút nhá, xe này mới về mình không nhớ giá lắm. Kia Sedona GATH đây rồi, 3.3 AT nhá, 3.3 AT 2018, 745 triệu đồng. Đấy, con này thì chấp nhận anh em đi thì nó sướng rồi. Mỗi tội ăn xăng thì hơi bị ác luôn. Full kick option luôn, rất nhiều option luôn. Đấy, bản full size luôn nhé. Ở đây thì chúng ta có GRX 2016, nhưng xe này bán rồi. Đây, đang chờ ép biển để chuẩn bị giao xe này anh em này. Đấy, phía bên kia anh em đang ép biển để giao xe. Ở đây thì chúng ta có một mẫu xe Soilet chắc 1.4 AT 2017. Em này cũng có turbo tăng áp nha anh nhá. 1.4 thì nó cũng loanh quanh khoảng tầm 1.8 đấy, so với máy thường. Đăng ký là cuối năm 2017, giá bán là 389 triệu đồng. Nhập nguyên chiếc Hàn Quốc, vô cùng chắc chắn, nhiều option. Xe này thì Khải cũng đã làm review chi tiết về chiếc xe này rồi, anh em cần biết thì chúng ta có thể search trên YouTube ra mẫu xe này. Kia Rondo GAT bản chung thôi, GAT 2.0 2016. Đây cũng là dòng MPV, nó là đàn em của dòng Sedona kìa anh em cả. Đấy, giá bán là 395 triệu đồng nhá. Em này giá hơi cao bởi vì chất nó xe đẹp này. Phía bên này thì chúng ta có Innova bản V 2011, giá bán là 315 triệu đồng. Đấy, gốc Biển Tỉnh nhá anh em nhá. cũng không sao cả, về Hà Nội vẫn vô tư luôn. Ok của nó đấy. Đây thì có một chiếc bán tải Ranger số sàn rẻ thôi rồi luôn, cực kỳ rẻ. Ford Ranger XLS MT số sàn. Đây em chờ mình chút xem mà bên mình giảm giá xuống còn bao nhiêu nhá. Đây rồi, còn có 398 triệu thôi, chưa đến 400. Em này cực ngon luôn nhá, không có chạy công trường, công trình gì đâu, nên là gầm bệ sáng quắc luôn, rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn cái đèn pha của nó này, rồi cái mặt ca lăng của nó này. Đấy, không phơi mưa phơi nắng nó vẫn khác luôn. Màu xanh thiên thanh nhá, rất là đẹp luôn. 398 triệu đồng, quá rẻ. Rồi, bây giờ phải đi vào trong showroom nhá. Hôm nay cũng ngày đẹp nên là cũng giao xe hơi nhiều luôn. Sáng giờ giao 2 xe rồi. Đây là chiếc Eco Sport 2018 form mới. Đấy, đây đang làm thủ tục giao xe. Ok. Phía bên này thì chúng ta có Swift form mới này. Form mới đời 2020, 472 triệu, lăn bánh được 18.000 cây, đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2020. Xe lên cam 360 rồi này anh em này. Khóa cửa mất rồi. À, đây, Khải quay phần nội thất qua kính để mọi người cùng xem. Lên cam 360, màn hình Android nhé, cũng rất rẻ, 472 triệu đồng. Phía bên này thì chúng ta có Kia Morning Luxury bản S 2019 323, lăn bánh được 18.000 cây, đăng ký lần đầu là tháng 11 năm 2022. Tên tư nhân, xe này không dịch vụ nhé. Chúng ta nhìn 29 này, mới keng luôn. Đấy, viên chrome của nó này, sắc quắc. Một mẫu xe cũng rẻ, rất rẻ, Nissan Sunny bản XT Premium. Đây, XT Premium này có những cái body kit như này. Anh em nhìn thấy chưa? Một chiếc xe ngồi vô cùng rộng rãi, giá rẻ. Đấy, nội thất của nó đây. Nó hơi tù về cái phần vô lăng cần số tí, nhưng được cái ghế da rất là ngon này. Dòng này thì chạy tiết kiệm lành thua rồi luôn. Đây, chúng ta nhìn đường ngoài đô thị có 4,8 này. Đó, hàng ghế thứ hai này, rộng chưa? Em này 2019 nhé, bản XT Premium. Bên mình đang bán là 359 triệu đồng. Đó. Rồi, phải sang phía bên này nhé. Phía bên này thì chúng ta có Morning bản X-Line thế hệ mới này, 2020, lăn bánh được 32.000 cây. Tên cấp công ty, đăng ký lần đầu là tháng 1 năm 2021, giá bán là 368 triệu đồng. Đây form mới này, nhìn nó cứng cáp, nó khỏe khoắn hơn form cũ kia một chút. Đó. Một em hàng hot Honda City phiên bản top 2018 màu đỏ đô. Đấy, đẹp chưa anh em ơi? Giá bán là 405 triệu đồng, 2018 bản top này. Đó. Trang bị rất nhiều option luôn, ga tự động, đàm thoại rảnh tay, điều hòa tự động. Dòng này thì chạy lành, cũng tiết kiệm này. Đây, tiết kiệm hơn cả Nissan Sunny 4,8 lít này. Một mẫu xe ngày trước rất được nhiều các bạn trẻ yêu thích, đó chính là Kia K3 bản full kick option 2.0 2014, giá bán là 384. Em này là tên tư nhân, một chủ từ đầu nhé. Ở đây là Kia Sorento 2019 form cũ, máy dầu bản DATH, giá bán là 715 triệu đồng, lăn bánh được 72.000 cây. Đấy, Sorento máy dầu màu đen nha anh em nhé. Rồi, chiếc xe nữa này là CX5 bản 2.5 2019 màu đỏ. Bên mình đang bán là 679 triệu đồng. Em này chất cũng hơi bị đẹp luôn đấy. Ô, khóa cửa mất rồi. Đó, nhiều xe lắm. Rồi, hãy xin phép được báo giá nhanh tổng kho xe. Thì anh em quan tâm mẫu nào thì cứ inbox cho Khải nhé. Số của Khải là 1881. Có thể inbox qua Zalo, Khải sẽ gửi thông tin về giấy tờ, về chất lượng kiểm định của từng xe. Mọi người xem ok rồi, hoặc có thể check hãng trước rồi sẽ đến ENICA xem xe tiếp nhé. Rồi, một lần nữa Khải xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình báo giá xe lần sau ạ.